Những lưu ý khi lựa chọn các cái sản phẩm tại Vinhome Cổ Loa Đông Anh có thể giúp anh chị tiết kiệm hàng tỷ đồng. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa anh chị, như vậy là chúng ta đã có khoảng thời gian khoảng đâu đó 2 tháng kể từ ngày chủ đầu tư chính thức mở bán dự án Vinhome Cổ Loa Đông Anh. Và trong thời gian qua thì Hòa cũng tiếp xúc gặp gỡ rất là nhiều khách hàng với những cái nhu cầu và mong muốn sử dụng các cái sản phẩm khác nhau. Và trong cái quãng thời gian này thì có nhiều anh chị là cũng sẽ mua rất là nhanh và chúng ta bỏ qua những cái yếu tố mặc dù nó là nhỏ nhưng nó có thể giúp anh chị tiết kiệm rất là nhiều tiền khi mà chúng ta lựa chọn một cái kỹ lưỡng và chuẩn. Và Hòa đã gặp phải ở trong quá trình mà tư vấn và tiếp khách ở đây. Thì để mà nói tất cả các trường hợp thì nó rất là khó bởi vì nó đa dạng, rất là đa dạng anh chị. Tuy nhiên để mà có thể nói một số cái phần quan trọng lưu ý để mà anh chị có thể lựa chọn sao cho mình lựa chọn được các sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất, chứ không phải là tốt nhất anh chị, phù hợp nhất với cái mong muốn sở hữu của gia đình mình với các cái mục đích khác nhau, thì ngày hôm nay Hòa làm một cái video để mà chia sẻ với anh chị những cái lưu ý quan trọng khi chúng ta lựa chọn ở đây. Thưa anh chị, với cái dự án Vinhome Cổ Loa Đông Anh thì với 385 hecta và với cái sản phẩm là gần 4.000 cái sản phẩm, hơn 4.000 cái sản phẩm thấp tầng, thì để mà lựa chọn được một cái sản phẩm nó phù hợp với cái mong muốn và nhu cầu của gia đình mình và tính được cho mình cả cái đường dài anh chị, thì chúng ta cần phải có được một cái sự lựa chọn kỹ lưỡng anh chị. Và đôi khi là bởi vì cái thị trường nó nhanh và đôi khi là chúng ta không có được những cái sự cân nhắc thấu đáo và xem xét được những cái tình huống cụ thể nên chúng ta sẽ rất dễ đưa ra những cái quyết định sai lầm khi chúng ta lựa chọn anh chị. Thì ngày hôm nay Hòa sẽ liệt kê ra một số những cái lưu ý quan trọng khi anh chị lựa chọn các cái sản phẩm tại dự án Vinhome Cổ Loa Đông Anh. Đầu tiên khi mà chúng ta nói về lựa chọn các cái sản phẩm thì trong dự án của chúng ta có rất nhiều cái sản phẩm khác nhau. Mặc dù diện tích thì có vẻ giống nhau nhưng mà bố trí và cái vị trí thiết kế của nó trong tương lai để mà bố trí sắp xếp lại được thì nó hoàn toàn khác nhau. Hoặc lấy ví dụ như thế này, đầu tiên về mặt thiết kế chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có những căn 63m ở các cái phân khu khác nhau. Những căn 63m này thì mặt tiền 4,5m, đúng không anh chị? Và sâu đâu đó khoảng 11,8m tính theo diện tích sàn xây dựng anh chị. Và chúng ta sẽ có những căn khoảng 62,5m. Ví dụ như là ở bên phân khu cát tường hoặc là bên phân khu Thịnh Vượng anh chị, thì chúng ta cũng sẽ có những căn đâu đó khoảng 62,5m. Thì nhìn về cái diện tích của nó thì nó không có cái sự chênh lệch đáng kể với nhau anh chị. Tuy nhiên là về cái mặt thiết kế của nó thì nó lại khác nhau rất là nhiều. Khi mà anh chị có thể thấy rằng những căn 62,5m này thì mặt tiền 5m và như vậy chiều sâu của nó thì nó ngắn hơn. Chính vì thế mà trong cái việc mà chúng ta lựa chọn theo cái công năng sử dụng của chúng ta nó rất là khác biệt anh chị. Thế thì nó khác biệt như thế nào? Thì ở đây Hòa sẽ cùng chia sẻ với anh chị cái lý do tại sao nó khác biệt. Thứ nhất là nếu mà anh chị đang lựa chọn những căn 63m này thì anh chị thấy một cái lưu ý quan trọng rằng là với những căn 4,5m này thì mặt sâu của nó rất là sâu, nó khoảng 12m. Như vậy việc anh chị bố trí một cái thang ở giữa này thì giúp anh chị chia được nhiều phòng hơn anh chị. Và có thể anh chị sẽ lắp thang máy ở đây thì nó sẽ phù hợp để anh chị lắp cái thang máy ở khu vực này đó. Và bố trí một cái thang bộ chạy cuốn theo thang máy thì nó sẽ tiết kiệm được cái diện tích cho anh chị. Và như vậy anh chị vẫn có nhiều cái phòng hơn. Giả sử như chúng ta có 5 tầng anh chị, thì thông thường với tầng 1 của chúng ta, thứ nhất là chúng ta có thể bố trí cái khu vực phòng khách, sau đó là bếp, đúng anh chị. Sau đó lên tầng 2 chúng ta có 2 phòng ngủ 1 và phòng có thể phòng chức năng, phòng làm việc, chúng ta có thể bố trí được mỗi một tầng đó 2 phòng. Còn đối với những cái căn mà 62,5m anh chị, 62,5m thì cái bố trí của nó lại khác anh chị. Đây là một cái lưu ý nó khá là đặc biệt để mà chúng ta có thể là bố trí sao cho hợp lý và lựa chọn được một căn đúng. Đôi khi chúng ta nhìn vào cái mặt tiền 5m thì chúng ta thấy thích hơn anh chị. Nhưng mà thực tế nó lại không đúng với cái công năng sử dụng và cái mục đích sử dụng của chúng ta ngay từ ban đầu anh chị. Ngay từ ban đầu. Ví dụ như bây giờ ở chúng ta có phân khu Thịnh Vượng đây cũng là 4,5m và sâu 12m. Như vậy chúng ta sẽ đều có thể thiết kế được một cái thang máy ở giữa và chia được nhiều phòng chức năng hơn. Đặc biệt với anh chị nào trong tương lai anh chị mua 2 căn 3 căn đập thông mà dự kiến làm khách sạn anh chị, làm khách sạn 3 sao hoặc 4 sao ở đây, thì cái điều này vô cùng là quan trọng bởi vì yếu tố này nó sẽ giúp cho anh chị có được nhiều phòng hơn.
Hòa đã tư vấn cho những khách hàng của Hòa lựa chọn muốn làm cái khách sạn ở đây để đáp ứng cái nhu cầu trong tương lai của cái trung tâm hỗ trợ triển lãm quốc gia. Chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta lựa chọn những căn 62m mà đập thông thì chúng ta bố trí không được nhiều anh chị, không được nhiều phòng. Như vậy chúng ta chọn những căn 63m nó sẽ tốt hơn. Bởi vì như này anh chị này, với cái thiết kế của phân khu cát tường với những căn 62,5m thì anh chị thấy rằng là cái mặt tiền của nó là 5m và chiều sâu của nó là 10,4m. Như vậy căn này buộc chúng ta phải thiết kế thang máy ở sau, ở phía sau, và chúng ta không thể thiết kế ở giữa được. Ở giữa thì phòng của chúng ta nó lại nhỏ lại anh chị, phòng của chúng ta nhỏ lại. Chính vì thế mà nó lại không hợp lý lắm. Bởi vì sao ạ? Ở trên tầng 2 của chúng ta thì ở phân khu cát tường sẽ lùi vào khoảng 1m anh chị. Như vậy cái phần ở tầng 2 này chúng ta không bố trí được. Mặc dù ở tầng 1 chúng ta vẫn có thể bố trí được, nhưng ở phần tầng 2 này thì khi mà chúng ta bố trí một cái thang máy cùng với thang bộ ở giữa, nó rất là nhỏ. Và như anh chị thấy rằng khi mà chủ đầu tư họ làm cái thang này thì thang bộ này thì họ kiểu gì họ cũng sẽ làm một cái dầm chạy theo ở đây. Và chúng ta bố trí lại cái thang thì nó sẽ tốn tiền anh chị. Đó, tốn tiền thang máy. Và chúng ta phải bố trí, chúng ta phải làm phẳng lại cái khu vực thang bộ này thì nó sẽ tốn nhiều tiền của anh chị. Anh chị, cái điều này có thể đơn giản nhưng mà có thể giúp anh chị tiết kiệm hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng khi anh chị bố trí 2-3 căn, đặc biệt khi anh chị làm những cái căn phòng khách sạn, anh chị mua 3 căn để mà đập thông nhau để làm những cái phòng khách sạn. Thì cái việc này nó lại cực kỳ quan trọng, bởi vì như thế nó sẽ giúp cho anh chị có được nhiều phòng hơn, và như vậy nó sẽ tăng cái khả năng và cái hiệu suất kinh doanh tại cái căn hộ, cái căn nhà của anh chị hơn. Đây là một cái lưu ý quan trọng. Còn đối với những anh chị mua để ở thì anh chị hình dung là nếu mà anh chị muốn ở một cuộc sống rộng rãi thì anh chị chọn căn 62,5m này, bởi vì mặt tiền của 5m thì nhiều anh chị thích hơn. Đấy là cái thứ nhất, đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai ấy là nếu mà anh chị thấy rằng là cái phòng như thế nó mới đủ cái cuộc sống nó thoải mái. Như là ở đây chúng ta thấy rằng là thiết kế một cái phòng ngủ, mỗi tầng là một phòng ngủ, thì chúng ta cần khoảng 3 hoặc là 4 phòng ngủ, thì chúng ta lấy những căn 62,5m này nó rất là phù hợp. Tuy nhiên nếu mà với một gia đình đông người mà cái ngân sách của chúng ta vẫn chỉ là lựa chọn căn 63m, khoảng 62,5 đến 63m này thôi, thì anh chị buộc phải sử dụng những cái căn 4m bốn mét rưỡi và sâu 12m này, nó mới đáp ứng được cái mong muốn và nhu cầu của anh chị. Bởi vì sao anh chị thấy không? Một tầng 1 này chúng ta có bàn ăn và phòng khách, và lên tầng 2 chúng ta mỗi tầng chúng ta có 2 phòng ngủ. Thì với một gia đình mà đông người hoặc là chúng ta cần nhiều phòng, phòng làm việc, phòng làm việc, phòng sinh hoạt, phòng đọc sách, anh chị muốn thiết kế một cái cuộc sống theo nhiều cái công năng và chức năng khác nhau, thì chúng ta phải lựa chọn được những cái căn như thế này, chúng ta mới bố trí và thiết kế được cho đúng cái mong muốn và cái nhu cầu của gia đình mình. Đó, đây là một cái lưu ý có thể giúp anh chị tiết kiệm hàng tỷ đồng. Bởi vì anh chị mua những căn 62,5m về anh chị bố trí, anh chị thiết kế nó không đúng cái ý của anh chị, chúng ta sẽ tốn tiền anh chị. Thì Hòa cũng muốn chia sẻ với anh chị những cái lưu ý này để anh chị lựa chọn. Và tương tự như vậy, khi mà anh chị lựa chọn từng phân khu khác nhau thì lại có bố trí khác nhau. Giả sử như ở phân khu cát tường thì anh chị lựa chọn những căn 63m thì nó cũng sẽ thụt vào sâu 1m ở trên tầng 2 này anh chị. Chính vì thế khi mà chúng ta lựa chọn thì có thể phòng của chúng ta vẫn nhỏ hơn một chút, tuy nhiên vẫn có thể đáp ứng để xây được anh chị. Còn nếu mà anh chị lựa chọn những căn 63m này thì chúng ta lựa chọn rộng rãi nhất thì ở phân khu Thịnh Vượng và phân khu Tinh Hoa với cái lối thiết kế như thế này. Anh chị có thể thấy rằng 4,5m và chiều sâu 12m thì chúng ta bố trí thang bộ chạy quanh thang máy và đi lên chia ra thành mỗi phòng có nhà vệ sinh. Đó, thì chúng ta sẽ bố trí được như vậy. Nếu mà chúng ta bố trí một phòng làm việc và một phòng ngủ thì chúng ta có thể là bố trí cái phòng làm việc nhỏ lại một chút anh chị. Nhỏ lại một chút thì chúng ta vẫn là bố trí rất là tốt cho cái căn hộ của chúng ta, cho căn nhà của chúng ta. Đó, thì với những cái trường hợp, với những cái lựa chọn như thế thì anh chị cũng có thể tương tự khi mà anh chị áp vào những cái căn khác. Những cái căn khác bao gồm những cái căn có diện tích lớn hơn từ 80-90m cho từng cái sản phẩm. Thì ở đây
Hòa cũng muốn chia sẻ một cái tổng quát để anh chị lưu ý khi mà anh chị lựa chọn những cái căn như này. Chiều sâu của một căn nhà nó cũng rất là quan trọng, bởi vì đôi khi mặt tiền, chúng ta thích mặt tiền rộng, nhưng mà đôi khi mặt tiền rộng không đáp ứng được thì chúng ta sẽ phải lựa chọn mặt tiền vừa thôi. Còn tất nhiên với những anh chị mà có chọn những căn mặt tiền 5m sâu vào 75m, sâu vào lớn hơn, tức là tổng diện tích của nó 75m ấy. Giả sử như những căn ở đây, anh chị có thể là chúng ta sẽ xem những phân khu với những cái bố trí cái diện tích của những cái căn lớn hơn, thì chúng ta có thể là bố trí và xem được. Ví dụ như là đây là căn 62,5 này. Đây là căn, đấy, vẫn là căn 62,5 nhưng mà với cái lối thiết kế khác. Đấy, thụt vào một chút. Thì anh chị thấy rằng phân khu cát tường như Hòa vừa chia sẻ với anh chị là nó sẽ có một cái ban công ở đây, thụt vào một chút. Thì nếu mà anh chị hình dung là như vậy thì chúng ta chỉ có bố trí thang máy phía sau này được thôi. Đấy là nhấn mạnh lại anh chị cái phần đó. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo, đó chính là ví dụ những cái căn mà lớn hơn. Trong này thì cái mặt bằng ở đây nó chưa có những cái căn thiết kế có diện tích sàn lớn hơn nhé anh chị. Để Hòa sẽ mở ra cái mặt bằng khác để cho chúng ta sẽ cùng xem cái thiết kế ở những cái mặt bằng lớn hơn, như là những căn 80, những căn 90m. Thì để Hòa mở thêm một cái phần nữa. Đây thưa anh chị, ví dụ những căn như này này, những căn như này nó khoảng 80m đây anh chị. Thì mặt tiền nó 5m và sâu vào 13m, thì cái việc bố trí cái căn phòng của chúng ta nó cũng sẽ dễ hơn. Thì chúng ta đặc biệt lưu ý là lưu ý ở những căn có cái diện tích nhỏ anh chị nhá. Còn những căn mà có diện tích lớn này thì đa phần chúng ta cũng sẽ thiết kế được. Đó, thì đấy là một cái lưu ý để đầu tiên khi mà anh chị lựa chọn tại dự án Vinhome Cổ Loa Đông Anh. Khi mà anh chị lựa chọn những cái căn, những cái sản phẩm ở trong cái sản phẩm, trong cái dự án này. Vậy thì với những cái căn khác nhau, với cái diện tích khác nhau, khi mà chúng ta lựa chọn dựa trên cái công năng và cái mục đích mong muốn của chúng ta thì chúng ta cũng phải lựa chọn hết sức là cụ thể, kỹ lưỡng để mà chúng ta tránh mắc cái sai lầm khi mà chúng ta lựa chọn. Đó, thì đấy là một cái lưu ý mà Hòa muốn chia sẻ với anh chị về cái sản phẩm đầu tiên. Đó là chính là cái yếu tố về các cái mặt bằng diện tích của căn hộ. Đó, nó sẽ khác nhau đó khi mà chúng ta lựa chọn. Đó. Thì cái lưu ý thứ hai khi mà anh chị lựa chọn ở đây là liên quan đến những anh chị mua những căn hộ đập thông. Anh chị muốn mua 2 căn đập 1 hoặc là mua 3 căn đập 1, thì đây là một cái lưu ý cực kỳ là quan trọng. Và chỉ khi nào anh chị nhận nhà, anh chị mới thấy được cái vấn đề của nó. Mà chắc chắn không có nhiều người chia sẻ với anh chị về điều này. Khi mà anh chị mua một căn nhà, đúng không anh chị, mua một căn nhà dự án, thì chúng ta muốn khi mà chúng ta đập thông hoặc là đập 3, thông 3 căn hoặc thông 2 căn, thì chúng ta muốn là khi mà chúng ta nhận nhà là cái nhà của chúng ta nó phải cân đối, nó phải đối xứng. Cái lý do nó phải cân đối, nó đối xứng là gì? Nó cân đối, đối xứng nó là biểu tượng của sự bền vững anh chị. Nó cân đối, nó thứ nhất là nó là biểu tượng của sự bền vững anh chị. Nó rất là quan trọng trong cái vấn đề liên quan đến phong thủy. Cái thứ hai nữa là khi mà nó cân đối như vậy, nó mới mang lại cái sự thẩm mỹ và mang lại cái sự hài lòng anh chị. Và cái yếu tố tiếp theo nữa ấy, là khi mà anh chị chọn cân đối ấy, thì anh chị thiết kế bên trong cái căn hộ ấy, bên trong cái nhà nó mới dễ thiết kế. Còn nếu không mà anh chị lựa chọn nó không cân đối thì khi mà chúng ta thiết kế chỗ thò ra thụt vào nó rất là không hài lòng, không hợp lý. Thì Hòa lấy với anh chị một cái ví dụ như chúng ta lựa chọn ở phân khu Tinh Hoa này đi. Chúng ta lựa chọn ở phân khu Tinh Hoa này mà ví dụ chúng ta lấy 2 căn liền kề này mà chúng ta không biết cách chọn ấy, thì chúng ta sẽ mất tiền mà cảm thấy không thoải mái. Khi mà anh chị thấy ở đây này, với cái hình ở đây, khi mà chủ đầu tư họ không cho chúng ta được cái thiết kế trước ấy, của từng căn ấy, khi mà chúng ta mua ấy, như hiện tại bây giờ đang ở Vinhome Cổ Loa Đông Anh, thì chúng ta phải lựa chọn cực kỳ là cẩn thận từ các cái vị trí. Với cái kinh nghiệm của Hòa thì Hòa lấy một cái ví dụ như thế này. Bây giờ anh chị lấy 2 căn liền kề mặt tiền 5m ở phân khu Tinh Hoa và sâu vào khoảng, cứ cho là khoảng tầm sâu vào 15m đi. Thì anh chị có thể để ý cái mặt ngoài này này. Cái mặt ngoài của căn hộ này thì căn nhà này nó rất là khác nhau. Nếu như chúng ta muốn mua một cặp, anh chị muốn mua một cặp thì chúng ta phải chọn cho nó phù hợp. Ví dụ từ căn thứ 2 trở đi, từ căn thứ 2 này vào bên trong căn này nó sẽ thành một cặp rất đẹp, bởi vì nó sẽ chung một khoảng tường này anh chị, nó sẽ chung một cái hình ảnh này. Đó, đây là một cái lưu ý rất là quan trọng. Đây, để Hòa sẽ lấy một cái
cái ảnh, sau đó thì Hòa sẽ mở ra để mà làm cái ví dụ cho anh chị nó cụ thể hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái ảnh của phân khu đây. Hòa sẽ chọn một cái ảnh của phân khu này đi, phân khu cắt tường đi. Thì trong từng cái dự án nào, cái phân khu nào giống nhau, cái này nó rất là quan trọng khi mà chúng ta chọn mua cặp. Thì nếu mà chúng ta mua cặp ấy, chúng ta phải xác định được cái sự đối xứng của nó. Nó ở trong một dự án, nó với cái sự đối xứng nó rất là quan trọng. Đó, thế thì bây giờ thường ấy, những cái căn liền kề mà không phải căn góc ấy, ví dụ chúng ta chọn từ căn xẻ khe này, nếu chúng ta muốn mua một cặp, thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải chọn được cái vị trí mà chúng ta muốn lấy. Nó phải cân đối và đối xứng. Thì ví dụ như căn xẻ khe này và căn bên cạnh đây anh chị, khi mà chúng ta chọn là chúng ta phải chọn như thế này, thì cái hình đây, cái hình nó mới đối xứng anh chị. Khi mà mua một cặp là phải chọn đối xứng hai căn này thì chúng ta thành một khối nhà, nó mới liền mạch, nó mới đẹp. Tức là hai bên này là hai cái mái đó, hai cái mái, và ở giữa là một cái hiên ở đây, à một cái mái nữa ở đây, thì nó tạo ra cái sự cân đối và đối xứng anh chị. Nhưng nếu mà anh chị ấy, anh chị mà chọn căn từ căn thứ hai đến căn thứ ba mà anh chị chọn như này, này thì nó sẽ không cân đối nữa, thì nó sẽ không cân đối nữa, và căn nhà này của anh chị nó không được bố trí đối xứng. Khi mà anh chị đập thông, chỗ thò ra thụt vào, và nó sẽ không đẹp về cả bên trong lẫn cả bên ngoài. Đây là một cái lưu ý quan trọng khi anh chị mua đập thông, không thì mình sẽ không hài lòng sau này. Vậy thì nếu mà muốn mua đập thông hai căn thì chúng ta phải xác định, chúng ta phải lấy căn xẻ khe và đi kèm với đó là một căn bên cạnh thì nó sẽ đối xứng này. Tiếp theo, nếu anh chị muốn lấy ba căn xẻ khe, ba căn đập thông thì anh chị phải lấy từ căn thứ ba trở đi. Đó, thì từ căn thứ ba là một căn này, đây Hòa đánh dấu đây nhá, đây là một căn, một căn, đây là căn số 2 và đây là căn số 3. Thì như này nó sẽ tạo ra cái sự đối xứng và nó rất là cân đối cho ba cái căn này của anh chị. Bởi vì chủ đầu tư không cho cái thiết kế trước nên chúng ta phải lựa chọn dựa trên cái thiết kế mẫu chung của tất cả các căn với nhau. Đó, thì chúng ta mới lựa chọn được cái cân đối, một căn nhà cân đối. Mua đập thông mà thò ra thụt vào như này rất là xấu anh chị, rất là xấu. Giả sử bây giờ anh chị lựa chọn mà anh chị lựa chọn không khéo, anh chị mua hai căn đập thông, thực ra thì cái về cái mặt thẩm mỹ là thứ nhất, đây ví dụ anh chị lấy hai căn này thì nó không được. Đó, tiếp theo anh chị muốn lấy hai căn bên anh chị lấy căn này, hai căn đây nó cũng không cân, nó cũng không cân đối anh chị. Nếu mà chúng ta lấy một cặp ấy, chúng ta phải lựa chọn thật là chuẩn để nó được đối xứng. Đó, thì đây là một cái lưu ý quan trọng khi mà anh chị muốn mua đập thông hai căn. Vậy thì nếu mà muốn mua hai căn đập thông như vậy, chúng ta phải bắt đầu từ căn vị trí này. Đó, vị trí này hắt đi thì bắt đầu nó mới ra được. Chúng ta phải lựa chọn kỹ, dựa trên những cái điều đó thì chúng ta mới lựa chọn được. Hòa cũng rất là muốn là chủ đầu tư có thể cung cấp những cái mặt bằng chi tiết cho từng căn. Như vậy thì khách hàng cũng có thể là dễ lựa chọn đập thông hơn. Hiện tại Hòa cũng đang có khoảng 2-3 khách hàng muốn lựa chọn đập thông nhưng họ cũng rất là băn khoăn về cái điều này. Và thì Hòa chia sẻ với anh chị ý, cũng chia sẻ với anh chị ý là hiện tại thì chủ đầu tư chưa cho chúng ta cái thiết kế. Nhưng dựa vào trong cái mặt bằng như thế này, chúng ta có thể lựa chọn được những cái căn nó mang tính chính xác hơn là chúng ta chọn ở trên mặt bằng. Bởi vì như này, ví dụ trên cái mặt bằng bây giờ thì anh chị thấy rằng là tính từ căn xẻ khe như chúng ta vừa xem là hai căn này nó sẽ cùng một khối, căn hai căn này nó sẽ cùng một khối anh chị, giả sử như thế. Đó, thì để Hòa chuyển qua đây cho nó dễ này. Thì từ căn xẻ khe này đến căn bên cạnh nó sẽ thành một khối nhà
Và chúng ta lấy cặp, chúng ta sẽ lấy cặp 2 căn này. Và khi chúng ta lấy 3 căn thì chúng ta phải lấy 3 căn liền nhau bên trong này, từ căn số 3 trở đi, tức là căn 3, căn 4, căn 5 này. Tức là căn 30, 28, 30, 32 này thì sẽ là lấy 3 căn thì nó mới đẹp được. Nó mới cân đối được. Đó, đây là ví dụ ở phân khu cắt tường. Còn nếu mà mình lấy ở cái khu vực mà nó có các cái đầu căn góc thì từ cái căn góc này, đây, ví dụ đây từ căn góc, anh chị đi vào đây. Đấy, đi vào đây là một căn. Đó, thì anh chị thấy rằng là gì ạ? Nếu mà chúng ta muốn mua một cặp, chúng ta mua một căn đơn lẻ thì cũng không thành vấn đề, bởi vì căn đơn lẻ thì nó sẽ giống nhau. Nhưng mà chúng ta muốn mua một cặp căn thì chúng ta phải lựa chọn nó phải đúng cái vị trí thì chúng ta mua được một cặp căn nó đối xứng, nó đẹp được. Đấy, và nó có cái hình khối bên ngoài nó tương đồng nhau. Đó, ví dụ như bây giờ mua 3 căn là sẽ phải chọn 3 căn này. Đây, 3 căn này sẽ tương đồng nhau anh chị. Đấy, thì như vậy chúng ta mới lựa chọn được. Và cái việc lựa chọn đúng này nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều tiền khi mà trong quá trình chúng ta sửa chữa và tạo cho chúng ta được cái sự hài lòng. Nên là Hòa cũng đang rất là mong muốn chủ đầu tư có thể chia sẻ và chia sẻ những cái mặt bằng để mà khách hàng có thể lựa chọn được một cách chính xác 100%. Còn hiện tại như Hòa đã chia sẻ với một số khách hàng của Hòa ấy, thì nó cũng mang cái tính chất tương đối đến 90%. Đó, thì nó cũng là yên tâm hơn là những cái người mà không có đủ cái thông tin. Thì ngày hôm nay Hòa cũng muốn chia sẻ với anh chị một cái lưu ý như vậy. Khi mà anh chị đang lựa chọn mua những căn đập thông thì chúng ta phải lựa chọn cẩn thận. Và những cái vị trí nào thì chúng ta lựa chọn đập thông nó được cân đối. Đó, thì chúng ta phải lựa chọn, ví dụ như các cái vị trí, tùy các cái vị trí khác nhau nha anh chị, thì mình sẽ bố trí và mình sẽ lựa chọn được các vị trí khác nhau đập thông cho nó phù hợp. Đấy, ví dụ như vị trí này là đập thông nó sẽ phù hợp. Đó là một căn, nó sẽ thành cặp, nó sẽ là đẹp, nó sẽ đối xứng, nó sẽ đẹp. Đây, nếu mà anh chị mà muốn lựa chọn một cặp ở phân khu tinh hoa thì nó lại khác với phân khu cát tường. Thì từ cái căn số 2, từ căn góc số 2 này trở đi ra đến vị trí này, nếu anh chị lấy một cặp nó cực kỳ cân đối và nó đẹp. Nó khác với bên phân khu tinh hoa anh chị nhá. Nên từng cái vị trí một chúng ta lựa chọn thì nó sẽ phù hợp. Đó, ví dụ hai căn này đập thông ngay kề căn góc thì rất là đẹp. Thì rất là đẹp bởi vì nó thành hình khối. Nó cùng một khối với nhau. Đó, thì nó đối xứng, rất là đối xứng với nhau và nó rất là đẹp anh chị. Đây, anh chị có thể lựa chọn căn xẻ khe và căn cạnh căn xẻ khe thì nó là đối xứng với nhau. Anh chị có nhìn thấy được không ạ? Thì mỗi một phân khu chúng ta lại có cái sự bố trí khác nhau và dựa trên cái thiết kế mặt ngoài của nó để chúng ta lựa chọn. Đó, bây giờ chúng ta có thể là chuyển sang các phân khu khác. Ta sẽ lựa chọn ở bên phân khu cắt tường. Thì phân khu cắt tường nó sẽ giống nhau ở trên phần trên nhưng mà nó khác nhau dưới phần chân trụ này anh chị. Nên khi mà chúng ta chọn một cặp thì chúng ta cũng phải khéo léo lựa chọn để nó thành một hình khối. Đó, thì ví dụ như ở bên phân khu cắt tường, giả sử ai đó anh chị mà muốn lựa chọn một cặp thì chúng ta cũng phải bố trí và lựa chọn những cái vị trí nó hết sức là chọn để mà nó có sự cân đối anh chị. Đó, ví dụ như theo kinh nghiệm của Hòa, cứ từ căn xẻ khe này vào hai căn, là vào một căn nữa là đến căn này là nó sẽ được cân đối anh chị. Đây, từ cái vị trí này, tức là từ căn xẻ khe vào một là nó sẽ thành hình cân đối và nó không có trụ này anh chị. Anh chị thấy cái trụ này không ạ? Đó, thì tiếp tục nếu anh chị mà lựa chọn hai căn đập thông tiếp theo thì chúng ta lại phải lựa chọn cái vị trí như này thì nó mới thành một khối anh chị nhá. Đấy, thì nó thành một cái trụ đây này anh chị này. Anh chị có thấy cái cổng vòm đấy không? Nó có ba cái vòm đây. Thì nếu mà chúng ta lựa chọn như vậy thì nó mới thành một cái khối của chúng ta anh chị. Đấy, ba căn đập thông là chúng ta phải chọn như này. Ba căn là nhất định phải chọn như này thì nó mới đẹp. Nếu không chúng ta sẽ căn thò ra thụt vào. Giả sử bây giờ chúng ta không chọn như này mà chúng ta muốn mua 3 căn đập thông. Trong trường hợp này mà anh chị chọn từ căn này trở đi
đến căn 3 căn này, thì có phải là tự dưng là chúng ta thêm một cái vòm ở đây không? Thì cái thẩm mỹ của nó không được đẹp bằng và là không cân đối bằng. Đấy là một trong những cái lưu ý khi mà anh chị lựa chọn đập thông khi ở tại dự án Vinhome Cổ Loa Đông Anh này. Và hiện tại để mà tư vấn đập thông được với anh chị thì anh chị nào đang quan tâm đập thông hay là đập 3 thì anh chị có thể là liên hệ với Hòa để Hòa có thể là chia sẻ với anh chị hơn, cho mình có thể là đập thông, chọn được hai căn đập thông nó phù hợp và nó đẹp. Đấy là một cái lưu ý mà Hòa thấy rằng là rất là quan trọng, có thể tiết kiệm được cho anh chị nhiều tiền khi mà anh chị lựa chọn tại dự án Vinhome Cổ Loa Đông Anh này. Tiếp theo, một cái lưu ý nữa khi mà chúng ta lựa chọn các cái sản phẩm tại Vinhome Cổ Loa Đông Anh là ở cái cơ cấu giá của sản phẩm. Cái cơ cấu giá của sản phẩm thì nó rất là khác nhau. Nó rất là khác nhau cho từng phân khu, cho từng sản phẩm. Và đòi hỏi khi mà anh chị mua tại sản phẩm ở đây thì anh chị phải lựa chọn một cách kỹ lưỡng. Một cách kỹ lưỡng. Bởi vì như này, Hòa sẽ lấy ví dụ ở phân khu Viễn Đông. Ở phân khu Viễn Đông hiện tại anh chị có thể thấy rằng là ở phân khu này thì chúng ta sẽ có một dãy Tây Bắc là nhìn vào chung cư. Trong trường hợp nếu anh chị lựa chọn là lựa chọn để mà kinh doanh, anh chị lựa chọn để mà kinh doanh thì hai cái dãy này về cơ bản dãy Tây Bắc này lại đẹp hơn dãy Đông Nam, anh chị. Nhưng mà ví dụ về giá của nó thì nó có cái sự khác biệt rất là nhiều, nên là chúng ta cần phải lựa chọn nó một cách kỹ lưỡng. Ví dụ như là căn Viễn Đông 226 này, anh chị. Viễn Đông 226 là căn có cái giá rẻ nhất ở Viễn Đông 2. Bởi vì mặt Tây Bắc thì chủ đầu tư đang định giá là thấp hơn. Tuy nhiên, thực tế nếu nhìn vào chung cư này thì giá trị thương mại của nó tốt hơn. Bởi vì anh chị hình dung là các cái căn nhà trên chung cư này, họ sẽ nhìn xuống và thấy được biển quảng cáo ở các cái nhà nằm ở đây nếu anh chị mua để thương mại. Anh chị, như vậy chúng ta sẽ có một tệp khách hàng ngẫu nhiên đang ở trên chung cư này nhìn vào trong cái căn hộ, căn sản phẩm của chúng ta. Mặc dù vậy thì giá của căn VD26 mặt Tây Bắc này có giá rẻ hơn so với căn VD25 đối diện khoảng 2 tỷ. Khi mà giá của căn này hiện tại giá niêm yết của nó đâu đó rơi vào khoảng tầm 20 tỷ 300 triệu. Thì căn này có giá đâu đó khoảng 22 tỷ 300 triệu, 400 triệu gì đó. Và nhớ không nhầm là như vậy. Và giá của các cái căn ở đây thì giá nó sẽ đắt dần đi ra phía bên ngoài, hai bên góc bên hông này. Tức là căn 30, căn 28 sẽ đắt hơn căn 26, sau đó 30 sẽ đắt hơn. Càng về phía xẻ khe này càng đắt hơn. Và càng về phía từ xẻ khe này hắt ra đến đường này giá càng cao hơn. Vậy thì khi mà chúng ta lựa chọn một căn ở để ở tại Viễn Đông chẳng hạn, mà cái mục đích của chúng ta là muốn giá rẻ, thì chúng ta phải lựa chọn vào tâm và lựa chọn vào khu vực này. Trừ trường hợp anh chị mong muốn cái hướng Đông Nam bên này, anh chị nhá, thì anh chị lại phải lựa chọn bên đối diện. Và anh chị căn 25 này sẽ có giá rẻ hơn cả trong cái Viễn Đông 2, cái mặt Đông Nam này. Đấy là một cái lưu ý quan trọng khi mà anh chị lựa chọn tại các cái sản phẩm tại Vinhome Cổ Loa Đông Anh. Về các mặt, các cái khu vực khác cũng tương tự như vậy. Ví dụ như Viễn Đông 4 thì VD426 cũng là căn rẻ nhất và tỏa ra hai bên này sẽ đắt dần lên. Và thậm chí chênh nhau khoảng 4 tỷ căn ngoài trong cùng và căn ngoài cùng. Vậy thì nếu mà mình lựa chọn như vậy để mà mua để kinh doanh, mua đầu tư, mua để ở, nhiều khi chúng ta lựa chọn căn này nó sẽ có lợi thế hơn là căn bên ngoài. Ai cũng biết là căn gần áp góc nó sẽ tốt hơn, tiếp cận gần hơn, dễ hơn. Nhưng mà khi mà cái giá của nó có cái sự chênh lệch cao thì chúng ta nên chọn những căn bên trong. Anh chị nếu mà mua để ở hoặc là mua mang tính chất là đầu tư, bởi vì anh chị hình dung là đầu tư dài hạn ấy. Đầu tư dài hạn thì sau này 5 năm, 10 năm sau để tìm một căn trong này bán nó đã khó rồi, đúng không anh chị? Tức là cái tỷ lệ bán nó sẽ ít hơn. Và lúc đó đâu có quan trọng là căn ở vị trí áp xẻ khe hay ở giữa đâu, nó không còn quá nhiều cái yếu tố đó. Và cái giá chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài nó cũng sẽ không xa như vậy đâu anh chị. Nên bây giờ đầu tư vào bên trong, theo Hòa, góc nhìn cá nhân của Hòa, sẽ là tốt hơn. Bởi vì có thể anh chị sẽ tiết kiệm được vài tỷ đồng khi mà lựa chọn các cái vị trí bên trong.
Đó, thì đấy là một cái lưu ý khi mà anh chị lựa chọn về mặt giá, bởi vì nó đây là nói chung anh chị nhá. Và đây là nói chung thì hầu hết các phân khu và các khu nó đều được bố trí như vậy. Khi mà giá ở trong trung tâm nõi này nó sẽ có giá rẻ hơn. Anh chị, nõi giữa này sẽ giá rẻ hơn, càng đi ra mặt ngoài này càng đắt hơn. Đó, càng đi ra mặt ngoài càng đắt hơn. Mặt công viên này cũng như vậy, càng ở bên trong nõi này thì giá sẽ rẻ hơn, càng gần công viên càng đắt. Và thậm chí có những cái vị trí nếu chúng ta không có cái sự lựa chọn chính xác và cẩn thận. Ví dụ Hòa đã từng thấy cái căn 62,5m này, giá của nó rất là cao. Anh chị, giá của nó rất là cao, nó có rơi vào khoảng tầm đâu đó 22 tỷ. Căn Ánh Dương 934 này 22 tỷ. Tuy nhiên căn Ánh Dương 1038 này và Ánh Dương 1035 này, căn Sẻ Khe có giá rẻ hơn anh chị. Hòa nhớ không nhầm là căn này nó khoảng tầm đâu đó gần 21 tỷ. Trong khi căn này của nó thì nó có giá khoảng 20 tỷ anh chị. Hòa nhớ không nhầm là 20 tỷ. Như vậy về cái mặt nhìn ra công viên này, thực sự đây không phải là căn nhìn ra công viên quá đẹp, nhưng mà giá của nó chênh lệch hơn nhiều. Trong khi đó thì những cái căn vào mặt trong này lại rẻ hơn, căn ở giữa nõi này lại rẻ hơn rất là nhiều. Đó, thì đấy là một cái lưu ý mà khi mà anh chị lựa chọn, nếu mà kể cả đầu tư đi, nếu mà đầu tư mà chúng ta lựa chọn những cái căn vị trí Ánh Dương 934 này, thực sự nó không phải là quá đẹp đâu, nhưng mà tỷ lệ chênh lệch giá của nó là chênh nhau vài tỷ, thì nó không có lợi thế cho cái việc đầu tư của anh chị. Trừ khi anh chị quá mê cái vị trí này, đó, thì Hòa không nói làm gì. Đó, đấy là mua theo cảm xúc, thì anh chị thích thì anh chị mua thôi, không quan trọng về tiền bạc thì Hòa không nói. Nhưng mà Hòa sẽ chia sẻ với anh chị như anh chị quan tâm đến những cái vấn đề liên quan đến giá bán và giá cả ở bên trong các phân khu này. Và đấy là cái sơ bộ để mà nói, bởi vì nói tất cả các trường hợp thì nó rất là khó anh chị. Nó rất là khó để mà có thể đưa ra tất cả các trường hợp ở trong cái dự án này. Nhưng đây là ba cái lưu ý khá là quan trọng khi trong quá trình anh chị lựa chọn các cái sản phẩm tại dự án Vinhome Cổ Loa Đông Anh. Về cái mặt bằng như Hòa chia sẻ với anh chị là về mặt bằng cơ cấu giá, về cái mặt bằng thiết kế, về cái việc anh chị lựa chọn những căn đập thông với nhau để sao cho nó có tối ưu nhất và có thể giúp anh chị tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Thì đấy là những cái ba cái lưu ý mà hiện tại Hòa đang nhìn thấy ở các cái sản phẩm của tại Vinhome Cổ Loa Đông Anh, mà ba cái vấn đề này là ba vấn đề chính quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền tài chính của anh chị, giúp anh chị nâng cao khả năng và hiệu suất đầu tư của anh chị, giúp anh chị tiết kiệm được nhiều tiền trong quá trình anh chị lựa chọn để mà anh chị bố trí một căn nhà cho nó phù hợp, hoặc anh chị tính toán đến cái việc đầu tư và nó có thể tiết kiệm cho anh chị hàng tỷ đồng được. Đấy là những cái mà Hòa muốn lưu ý trong cái video ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như anh chị đang lựa chọn đi tìm một cái sản phẩm tại dự án Vinhome Cổ Loa Đông Anh thì đừng ngần ngại liên hệ với Hòa qua số hotline bên dưới màn hình. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.